Bây giờ chúng tôi sẽ mời từng nhóm một lên. Người đầu tiên là chị Thái Hòa. Người thứ hai là mời cô Thúy Hồng. Người thứ ba mời anh Quang Huy. Mời Thái Hòa, chị mang đồ ăn này. Mời cô Thúy Hồng. Cô ơi, tại sao cô nấu món này? Tôi nấu món này để nhớ lại cái thời khó khăn của tất cả những người Việt Nam mình đều ăn bắp độn và ăn bo bo độn. Nhưng mà hôm nay tôi không có sử dụng bo bo, tôi chỉ nấu bắp và nếp. Này là lần đầu tiên em thử xoay bắp chứ có olive. Xin mời anh Hoàng Huy. Sao anh nấu món này anh? Đây là... Thực ra khi ban giám khảo đưa nguyên liệu mà, thì tôi không có con đường lựa chọn khác. Vì đây là những cái món mà đã lâu lắm rồi. Đã lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy lại. Đây là cái dấu ấn ngày xưa. Người cuối cùng mời bạn Thùy Dương. Mời bạn Hồng Nam. Chết. Giống như sữa đậu nành chưa? Dạ, cái này là sữa ngô ạ. Khô quá. Ok, mời Lan Hương.
Cái chè em thấy ngon không? Em chưa ăn bô bo bao giờ nên là đầu tiên em ăn, nên là em cũng nghĩ là nó ngon ạ. Cảm ơn. Mời Vân Nhật. Bơ. Em cũng thấy nhiều bơ quá. Ở nhà có bao giờ thổi cơm không? Dạ có. Em có bao giờ mà khi mà cơm nó sôi lên xong em lấy cái nước mà cái nước cơm nó sôi lên em ăn thử không? Dạ có. Giống y chang này. Rồi em đem đồ ăn của em về. Thùy Dương em. Cô Thúy Hồng, chúng tôi rất muốn thử lại món của cô. Mời cô mang lên. Chúng tôi muốn thử món của cô bởi vì ngày xưa những món ăn này không được làm nóng, thường phải mua và mang đi, nên chúng tôi thử món ăn này để xem sau một thời gian thì món ăn nó có thay đổi hay không, và chúng tôi sẽ có một quyết định về món ăn của cô. Món ăn này làm tôi nhớ đến bà nội của tôi đã mất. Trong thời điểm đó tôi cũng sống trong cảnh nghèo khó, mà không có tôm khô cô ơi. Và cũng có dầu ô liu, có hột ô liu này nữa. Mà nếu có như hôm nay hay là không có, cô cũng đều nấu tuyệt vời. Món Việt mình rất là phong phú và rất là ngon. Nhưng mà vì mình không biết đem nó để mà mình đưa nó, mình tạo cho nó một cái hình thức hấp dẫn, đẹp, cho nên tôi rất cố gắng để đem qua cái phần trang trí để bắt mắt, và khi người ta ăn vào người ta thấy vừa ngon mà vừa đẹp, vừa hấp dẫn. Cô là một người lớn tuổi nhất trong căn bếp MasterChef Việt Nam. Nhưng cái suy nghĩ, quan điểm của cô rất mới. Cô làm cho Tịnh Hải nhìn nhận sự cũ và mới được hòa quyện với nhau, tạo nên cái hoàn hảo của món ăn này. Hoài niệm, vinh hạnh, hạnh phúc với món ăn ngày hôm nay của cô. Cô nhớ nói Tịnh Hải ăn nha. Dạ.
Dạ, tôi sẵn sàng. Và cô cùng với hai người nữa sẽ được an toàn trong vòng thách thức này, đó là anh Quang Huy và Thái Hòa. Mời ba người. Em thở nhiều quá vậy? Em căng thẳng ạ. Bởi vì em biết món ăn của mình quá đơn giản. Đúng ạ. Và món chè ngọt quá. Em làm những cái món em chưa thể hiện hết những cái khả năng của mình. Và MasterChef đòi hỏi em phải thể hiện. Em phải chứng minh cái món ăn của mình thật sự là khác biệt với những người khác thì em mới thắng được trong tất cả các vòng thách thức. Văn Dừng ơi, cái món bắp chiên giòn của em đó, giòn là rất là ngon rồi, đạt. Tuy nhiên á, muối sao nhiều quá vậy? Bạn có biết là tôi phải kìm xuống để nuốt món ăn của bạn xuống. Thùy Dương, khi bạn làm cái món chè bà ba đó thì tôi thấy hạt sen của bạn bị sườn. Bạn dám mạo hiểm là các nguyên liệu chưa mềm tới, bạn cho nước dừa vào nấu. Và bây giờ bạn muốn tôi nói điều gì với bạn không? Em cũng đã cố gắng khi sau khi mà chị nói hạt sen nó còn sượng là bởi vì em dùng hạt sen khô. Nhưng mà em đã xử lý lại và nó cũng mềm, nó mềm rồi. Hồng Nam, món của em thì quá là đơn giản. Đơn giản là em chỉ việc cắt bắp, sau đó em xay và em lược lại và em nấu, đúng không? Vậy em có cảm thấy rằng là mình có đủ kinh nghiệm cũng như là đủ về cái kỹ thuật để đấu với ba người này? Đủ. Vâng. Lan Hương, sao em trầm tư vậy? Hay em cảm thấy hay là em linh tính một điều gì phải không? Em linh tính điều gì? Em nghĩ em sẽ là người ra về. Vậy bây giờ anh sẽ nhờ Hồng Nam dắt Lan Hương đi ra. Mời em. Hồng Nam, em dắt Lan Hương lên trên lầu giùm anh. Hai bạn đã an toàn. Bây giờ còn hai bạn. Chắc chắn sẽ còn bạn ra về. Tôi cũng rất là cố gắng nấu những món ăn, nhưng mà tôi luôn luôn bị lọt vào cả top nguy hiểm của các vòng loại. Và tôi rất là lo lắng cái điều đấy. Món ăn của em đúng, nhưng kỹ thuật của em trong xử lý nguyên liệu là sai. Và lúc đầu chúng tôi đã công bố rằng chúng ta phải xử lý về kỹ năng nguyên liệu. Về cái món của Dần ấy, và tôi ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái món của tôi vẫn có điểm hơn, mặc dù là sai về lỗi kỹ thuật. Cái kỹ năng của Văn Dần có, mọi cái em đều hoàn thành tốt, nhưng cái vị của em không thể chấp nhận được. Hạt muối vẫn còn, trong khi xào bắp rất là mặn, chè thì loãng như nước cơm vậy đó. Em là người miền Trung, nói đến chè bắp Huế là có thể em là cái người có sở trường nhiều nhất. Nhưng khi tôi mở cái nắp thố chè của em ra thì tôi không dám nhìn anh Hải và Lúc nữa, vì thực sự đó không phải là chè Huế. Chuẩn bị thức nhận thất bại thì nó lại đến. Tôi đã nhìn được kết quả rồi trong tâm trí của mình. Chúng tôi cũng phải chia tay với một người. Đây là một cuộc thi, cho nên là cái việc mà ra đi, việc mà bị loại là cái việc mà đương nhiên, mà bọn tôi phải chấp nhận cái điều đấy, và đấy là sự thật. Khi còn lại tôi và chị Thùy Dương,
thì tôi nghĩ mình không còn một cái cơ hội nào dành cho cái thứ này nữa. Nếu đã đứng hai người tôi không còn một cái cơ hội nào, nên tôi nghĩ tôi đã ra về. Và hy vọng rằng nếu bạn nào ra về cũng nhớ luôn luôn đem đam mê của mình vào trong món ăn và luôn luôn phải có tính sáng tạo trong đó và phải thật sự là yêu cái nghề này. Người ra về sẽ là Văn Trần. Thôi cố lên. Em có một lời muốn nói là em cảm ơn ba vị giám khảo đã cho em một cái cơ hội và cho em được có cơ hội nói tiếp để ba vị nếm thử. Và đó là một cái vinh hạnh trong cuộc đời của em. Và nó là một cái kết đẹp. Chúc em luôn luôn thành công. Em sẽ không còn từ bỏ cái đam mê của em đâu. Và hy vọng em sẽ trưởng thành hơn sau khi rời khỏi căn bếp MasterChef Việt Nam này. Và tôi thấy mỗi ngày em mỗi tốt hơn rồi đấy. Tuy nhiên chưa đủ để chúng ta tiếp tục vào những vòng tiếp theo. Một điều tôi luôn cầu chúc em may mắn và thành công. Vâng, cảm ơn chị. Mời em. Do mình còn thiếu nhiều kinh nghiệm nên tôi sẽ cố gắng về nhà và học hỏi nhiều kinh nghiệm nữa. MasterChef mùa thứ hai tôi sẽ cố gắng đăng ký đi thi. Tiếp và tôi muốn gửi đến mọi người là hãy cố gắng nắm lấy từng cơ hội dành riêng cho mình. Vòng thách thức hôm nay của chúng ta là có người phải ra về. Hy vọng rằng những người ở lại sẽ cố gắng trong vòng thi sau. Chúc các bạn may mắn và chúc các bạn ngủ ngon.